Bước 1, chúng ta sẽ bảo mẹ mình đảo, mẹ các bạn lấy một cái đĩa, mở nắp ra và lấy cái nắp quẹt vào cái đĩa, đổ hết luôn để mình chúng ta không phải lấy cái này để mà đổ nữa các bạn nhé. Mình sẽ chờ đây 5 phút rồi sẽ có món nha. Nếu mà các bạn phải lấy từ từ thì nó sẽ... Nếu mà các bạn phải lấy từ từ thì sẽ chậm, nó sẽ không ảnh hưởng nha các bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ... Các bạn bấm hẹn 5 phút. 5 phút. Sau 5 phút rồi, đã hết 5 phút rồi. Bây giờ chúng ta sẽ... cho một cách nhanh nhất có thể nhé các bạn nhé. Các bạn hãy ấn vào subscribe và sẽ được xem video mới nhất của channel nhé.